Ok, xin chào mọi người. Thì một ngày chủ nhật nữa lại đến rồi, rất là nhanh. Thì lần này chúng mình sẽ test khẩu M4A1 được bán trong shop. Thì hầu như là mấy bạn này đều có và đã từng hóa mắc rồi. Thì ơi, bạn này không may trang bị này, mình này phải kích rồi. Mình đã thông báo trên group rồi. Thì tối nay các bạn nên trang bị trước cho mình cái khẩu súng này, để khi vào trận đấu là mình có thể bắt đầu ngay. Rồi, rồi bạn này có này. Rồi bạn, Giang à, Giang anh này phải kích em rồi. Tại sao hôm nay em lại có thể quên trang bị cho mình đi khẩu M451 này? Thì cái map đầu tiên mình sẽ chọn là map Trung Đông. Và cái khẩu M451 hầu như được toàn bộ các thành viên trong clan mình đã được cường hóa mắc rồi. Và có tên là M451 con Keller. Rồi, map đầu tiên mình sẽ chọn là map Giang Nam đi. Rồi, và các thành viên đã trang bị đầy đủ cái khẩu súng mà mình đã đề ra. Và chúng ta bắt đầu trận SS để bắt đầu trận đấu đầu tiên. Rồi, và chúng ta đã bắt đầu trận đấu đầu tiên. Map Giang Nam, khẩu M451 là cái khẩu rất là quen thuộc trong tất cả các dòng game bắn súng à. Mình vẫn thích bắn cái khẩu này. Rồi, đây đâu nhỉ? Nhanh vậy. Rồi, nào đầu tiên. Mình cảm giác khẩu này bắn. Trước mình có từng làm một cái clip về cái khẩu M451 Gold ấy, thì mình có chơi qua và mình cũng là cảm nhận được về cái khẩu Gold. Thì theo mình đánh giá thì mình vẫn thích bắn cái khẩu M451 này. Bắn cảm giác độ ổn định nó tốt hơn so với M451 Gold này sao. Rồi, đèn thế gặp ngay luôn cái ổ thanh niên vừa hồi sinh. Thì cái khẩu này khi cường hóa lên thì nó có một cái màu camo, nhìn rất là camo, nhìn rất là quân đội luôn. Đây chắc là những cái khẩu súng dành cho những lính đánh bộ, lính ngụy trang đấy. Hết đạn này. Nhảy hơn. Ok. Rồi, thanh niên lao xuống rồi. Đúng rồi, đóng đây, đóng đây. Rồi, quá là ghê rồi. Dạo gần đây mấy thành viên trong clan mình luyện tập cái sao mà bắn rất là lên tài luôn. Úi giời, hầu như mình không thể chống cự lại nổi luôn. Được rồi, hôm nay ngày chủ nhật là mình được nghỉ cho nên là cảm giác bắn rất là ngu người luôn. Thì hai cái bàn tay hôm nay rất là thoải mái luôn. Đấy, mình thấy một thằng nhân đây rồi, nhảy hả, nhảy rồi. Úi giời, tuyệt quá. Rồi, ai đang hơn mình hai mạng kia. Chết rồi, hai mạng liên tiếp đây là nhà mình. Rồi, mạng thứ ba. Ui. Mình không biết thói quen là cứ mỗi lần mà giết được một tên địch là mình sẽ thay đạn luôn, kể cả như bắn một hai viên vẫn thay đạn. Đó là một cái thói quen thường gặp của mình, và đó là cũng là một cái tai hại luôn. Rồi, chắc không ai khác. Đấy, liên tiếp. Rồi, chạy ra đây. Rồi, đằng sau lưng mình. Đây rồi. Ui rồi, ghê vậy. Rồi, headshot. Hôm nay giá như mình được trang bị thêm cái ống giảm thanh thì tuyệt vời luôn, nghe tiếng đã. Ê.
đấy đấy, rất là năng động rồi. Ôi ái nhỉ, ái nhỉ, ái nhỉ, ái nhỉ. Rồi đừng làm mình giật mình. Rồi không có ai dưới nước này. Ui 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 tí chết. Chết. Ờ anh em nào bật ở đạn trên đáp đấy đừng đấy đấy chuyển đấy chuyển đấy rồi ui liệu ui 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 từ từ ra từ từ ra đâu rồi đâu rồi chết chưa không thấy tốt chịu nổi rồi từng đợt tấn công dồn dập về phía mình rồi. Không có đây rồi. Này thì cầm lục này. Đây đúng không ạ? Này thì một pha báo thù này. Chết hả? Đây ạ, ơ đường sau mình đó, đường sau mình đó. Ơ đâu rồi? Ơ rồi rồi rồi, đường sau thật cửa thúc này. Rồi đâu rồi, giết luôn. Ui rồi. Rồi, mình đang dẫn đầu 18 ạ. Còn 2 mạng thôi, cố lên nào. Ôi. Đâu rồi, ok ok ok. Thôi xong, thôi xong. Thôi xong, bình tĩnh, bình tĩnh. Ừ ừ ừ. Ôi ghê vậy. Nào giết nào còn hàng nãy nữa. Ôi ghê. Tôi xong. Tôi xong rồi. Nó nó thật. Ôi không biết đi. Ôi. Rồi hai thanh niên 18 đều 18 mạng rồi. Một pha giật đuổi tỷ số. Một mạng nữa thôi. Một mạng nữa thôi. Tôi đừng phát mình. Ôi nào còn một mạng nữa thôi mà đâu rồi đến lúc dồn xuôi đội bóng này bị đấu hết rồi. Ui mạng đèn thế rồi tỷ số rất là xít xào luôn. Mình và thanh niên MP giá đều đạt 15 à 19 chết 15 rồi. Rồi cảm ơn các bạn đã quay trở lại thì lần này sẽ là map gà tàu. Rồi. Mình đang check cái phô đồ của từng thành viên trong clan xem về đã được trang bị cái khẩu M4A1 này đầy đủ chưa. Rồi ok. Và nó sẽ bắt đầu trận đấu thứ hai này. Còn sói ca nữa. Đâu rồi sói ca làm gì mà lâu thế này. Rất là mất thời gian với mấy thành viên này nha. Mình đã ra hiệu từ lâu rồi mà vẫn rồi. Và ta đã bắt đầu trận đấu thứ hai. Rồi ai sẽ là đây thanh niên đầu tiên. Ui 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 ghê thế. Ôi nhỉ. Ê ạ ê ạ ê ạ nhảy đi nhảy đi nhảy đi đấy được chết luôn. Rồi ai 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 bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh. Ôi giời ôi giời ôi giời ôi giời thôi 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 rồi bắn ra rồi. Ôi đồng quá địch chờ hầu như là bao vây mọi hướng luôn. Mình không không địch kiểm soát được. Đây này làm gì đây. Ok ok chạy đâu chạy đâu chạy đâu tưởng mình đi đường này đấy. Đây nè này ấy ấy đâu rồi còn tiếng máu thôi rồi. Tôi không không trúng này. Này thì không chết này. Ui giời. Đáp hình nó quá. Đợi đợi. Rồi. Đây. Ui giời nhặt cái khẩu luôn hết đạn.
Bình tĩnh, bình tĩnh em ơi. Ôi, ghê vậy. Ơi bị cái ép mạng rồi. Cái ép mạng của anh này. Này bị cắm ép mạng của anh này. Ở đâu nữa? Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Mấy thành thành viên này càng ngày càng lên tay rồi. Mình không thể nào chống cự nổi rồi. Chết. Rồi. Ôi ai 10 mạng rồi kìa. Nhanh đấy. Bình tĩnh nào, bình tĩnh nào, bình tĩnh nào. Bình tĩnh, bình tĩnh. Thả lại, thả lại. Ui. Trời ơi, chế độ này rất là chóng mặt luôn. Địch mọi hướng, rồi. Ê, 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 ê. Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Nhảy đúng không, nhảy đúng không, rồi. Ui dồi, ui dồi. Từ từ nữa nào, ui. Đồng quá, rồi, vừa rồng 12, chắc 5 rồi. Làm gì trong này đây. Đâu nữa, làm gì trong này. Làm gì trong này, ui dồi, sao đông thế này. Không thấy, không thấy, không thấy, không thấy, không thấy mình. Không thấy mình chết còn gì nữa. Ui dồi. Ở đây nè, đây nè. Nhảy làm gì, nhảy làm gì. Đây nữa nè. Ui dồi. Chạy, 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 chạy. Nấp, nấp, nấp. Đây đúng không? Đây đúng không? Chết chưa? Chết chưa còn gì nữa? Ôi ôi, mình chết chưa còn gì nữa? Rồi, làm gì đây? Làm gì đây? Rồi. À, hai thằng nhìn. Đang đấu xuống với nhau, ăn hết. Ôi, thì ai ăn nữa? Hả? Chú ăn của anh hả? Ăn của anh là trả mạng cho anh. Rồi, tới mình thấy. Ui ôi. Đúng là mình không thể nào mà kiểm soát nổi luôn. Rồi. Làm gì? Ném mìn hả? Đấy, ném lại em. Chết chưa? À, đây, 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 mình thấy rồi. Mình thấy rồi, mình thấy rồi. Móc lốt thành công. Đấy. Đây nữa. Ui ơi. Chết. Rồi. Ui ơi. Đúng là địch nó cứ ra nụp 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 đấy. À rồi còn một mạng nữa. Một mạng nữa thì dùng dao giết luôn. Đấy. Đây rồi. Nào. Dùng dao giết nào. Tại đâu. Ý thanh niên. Thanh niên không hề hãy biết mày điên sao. Ủa từng lời à, từng lời à em. Này thì lầy này, lầy đó anh ạ, lầy ạ. Rồi, chạy đi, chạy đi. Ok. Ok, chém phập phập mà sao không có nó. Ê, vội có nó rồi. Ui, xong, xong. Ê, bình tĩnh lại, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Đâu rồi, ui rồi, ui rồi. Rồi. Sướng nha. Và đúng như nguyện vọng là kêu cuối cùng là cố gắng giành một cái kêu bằng dao. Ok. Thì ta sẽ chuẩn bị cho trận đấu thứ 3. Rồi. Ở trận đấu thứ ba này mình sẽ trận map thị trấn. Rồi. Mấy thành nhân nên là trang bị khẩu súng mà do mình yêu cầu nên để 3-1. Tại vì khi mình xem trang bị thì nó sẽ hiện ngay, đỡ phải đạt và rất mất thời gian. Ok. Chúng ta sẽ chuẩn bị để bắt đầu cho trận đấu thứ ba. Nếu mà nhanh thì mình sẽ làm tiếp tục làm một cái clip 5 trận luôn. Lại ai ở đây? Anh nhân nào ở đây? Rồi. Và trận đấu thứ ba sẽ được bắt đầu. Rồi. Một map thị trấn. Map này cũng khá là rộng. Rồi rồi. Ai sẽ là nạn nhân đầu tiên? Nạn nhân này thế nào? Nạn nhân đúng không? Rồi. 1-8-1-0 xuân. Ê, 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 ê.
Rồi, tử vong đi ạ. Rồi. Rồi mình sẽ đứng trong nhà này mình thủ đấy. Đấy, đang đi. Ok. Lục. Rồi. Anh xin này xuống nhá. Ok. Ngoài này vừa nghe tiếng có bộ đầu số. Đâu nhỉ? À, trong này. Trong này rồi. Tôi thấy trong này mà. Đây rồi, đây rồi. Chạy đâu? Chạy đâu? Rồi. Đây đó nè. Ăn đi. Rồi, nhảy ra hết shot đấy. Mình nói nhiều rồi. Úi dồi, ông nào ném mình được không? Nhắm bay, bay, bay qua người luôn. Rồi. Đây, hai thanh niên là đối xứng với nhau. Rồi, tôi mình tham gia với nhé. Vị khách không mời mà tới hả? Làm gì đây? Làm gì? Rồi, ui dồi, còn 8 tiếp. Mày quá. Ở đâu nè? Đâu rồi? Ui dồi. Ui, ở đó, đâu rồi? Đây rồi, đang đi. Ok, mình đi. Ui dồi. Quá nhanh, quá nguy hiểm luôn. Chết rồi. Ui, bắt đầu ngáo rồi. Cứ mỗi lần giật mình là tay bắt đầu run lên. Ui, rồi. Ui, sao mà đúng lúc vậy? Ok. Mình lại trúng gió rồi các bạn này. Thay điệu. Má, nhưng mà mình luôn. Máy móc dạo này chán thật. Thường xuyên bị cái tình trạng như vậy. Nhìn chóng hết cả mặt. Ờ, trong này có. Ê, làm đi, rồi. Rồi còn nằm chết, có sống sót được lâu không nè. Rồi hết rồi. Đấy, mình mới nghe tiếng súng này. Đây rồi, ngoài này. Úi dồi ôi. Ui thôi, ăn phát bom được hai mạng luôn. Mới hồi sinh này tôi chết luôn đấy. Nhảy, anh đã bảo bao nhiêu lần rồi đừng có nhảy. Nhảy với anh là dễ xót lắm. Làm gì? Ok. Đằng sau đúng không? Rồi xong rồi, hết đạn rồi. Xong rồi à. Còn ít đạn mà vẫn đang tìm chết được một thanh niên nữa. Rất là may mắn cho mình. Thôi. Cái gì đây? Rồi. Rồi bắn nó bởi nó sau kêu này. Ok. Không quá nhỉ. Rồi. Map này tuy rộng nhưng mà mình thấy nãy giờ cứ hồi sinh là mình thấy địch trước mặt rồi. À, có người bắn máu. Có người trong này. Rồi, thanh niên này đây. Đó. Đằng sau mình đó đúng không? Ôi rồi, bên này nữa. Sao đông vậy? Ok. Súng này cũng khá là yếu các bạn. Và phát vừa rồi mình bắn một viên vào đầu và một viên vào người cũng không chết. Rồi. Giờ cái... thanh niên ngồi sinh. Mình đang chết luôn. Đâu rồi? Úi dồi, chẳng một phát rồi. Đâu rồi? Thôi, đừng giữ chết đi. Chết đi. Úi dồi. Và... rất là hên. Thật ra đấy, headshot này. Không headshot thì chắc là mình chết rồi. Rồi là kết thúc trận đấu thứ 3. Rồi, chúng ta đã quay trở lại để bắt đầu trận đấu thứ 4. Và map này sẽ là map Trung Đông. Thanh niên này cầm khẩu súng M4 chưa được cường hóa mắt.
ok. Nó sẽ bắt đầu trận đấu thứ tư nào. Rồi, S thôi. Còn chờ đợi gì nữa? À, chạy S ngay vào luôn nào. Rồi, và trận đấu thứ tư đã được bắt đầu. Giờ mới có 21 phút, nếu mà trận đấu này kết thúc trước phút thứ 30 thì mình sẽ bắt đầu trận đấu thứ 5 luôn. À, cái map này mới là một cái map rộng này. Vừa hồi sinh đi một vòng mà vẫn chưa thấy tên nào luôn. Đấy, mình nghe thấy súng ở đâu đó. Đây rồi. Lăn đi, rồi mạng đầu tiên. Đâu hết rồi. Mấy thanh niên ơi. À, lại xảy ra cái vụ xung đột vũ trang ở ngoài này rồi. Ơ, mình đấy, còn tí máu này. Ôi giời, mày quá. Rồi còn 2 tiếp. Có rất là nấm nấp nấp. À, thằng Nhật. Đứng làm gì ạ? Rồi. Cái súng nào ở dưới đây, đây rồi, đây rồi, giết rồi em xin tươi. À, kia kia một tên nữa, rồi thấy là hai tên mình đang giết được thêm 3 mạng nữa. Ui rồi giết được mạng thứ tư rồi. À, định nấp hả? Rồi thì mình thấy cái chân. Xuống dưới luôn. Đấy, có một tên. Đừng đấy, rồi. Quá đã luôn. What the fuck. Tên này có. Rồi, đâu không ăn nó. Ôi giời ơi. Mình vẫn thích bắn cái dòng mẫu là một phiên bản gốc này. Bắn khá là hay. Đây một tên. Đấy, bắn nó vẫn chết người. Rồi sao nữa, một thành viên thoát đấu giữa chừng này kìa. Chắc là có cuộc gọi đi, hoặc là có một tờ tin nhắn đến, hoặc là người yêu bắt phải bỏ game này. Ui. Ê, hết sót này, mạng ra này. Ui. Sao nhỉ, mạng lát à? Mình ấn thay đạn, ấn 2-3 phát mới thay đạn. Ý, thành viên này thì không để ý này rồi. Ui rồi hai tên này. Ồ rồi đang mình vẫn đang tiếp tục dẫn đầu. Có vẻ như cái lối đi này rất là ít người đấy, chỉ có cái lối này mới đông người này. Hầu như toàn bộ các thanh niên đều tập trung xô sát ở chỗ này thế. Ui. Rồi đấy, lại hỏi làm gì, vào đây là chỉ có hiến mạng cho anh thôi. Đây nữa, đây nữa. Cứ vào đây nè, cứ vào đây nè. Hả, hả, xuống đâu rồi, đây rồi. Ui dồi, này phải có hết đạn nữa. Hả, vào đây là chết, vào đây rồi, vào đây là mình chết đấy. Đây, chạy đâu, chạy đâu mà vội vàng.
Đây này. Đấy, lao em mà chết đi. Ăn thử. Rồi. Ôi. À, bạn mẹ ơi, đầu hồi lắc nhỉ. Chết chưa? Chết chưa? Ôi rồi. Ừ, ping không ổn định rồi, ping 120 mấy rồi. Rồi, ping nhảy liên tục luôn các bạn này. Đấy, sắp đấy muốn chết. Rồi. Và kết thúc cái trận đấu thứ tư thì giờ mới ra vẫn đang khá là sớm nên là mình sẽ chuẩn bị để cho trận đấu thứ năm, cũng là cái trận đấu cuối cùng cái map đấu đơn. Rồi ok, cái map cuối cùng này sẽ là map chùa cổ, vẫn như thường lệ thôi, mình lại tiếp tục check các khẩu súng của các thành viên. Thanh niên là cầm súng M451 ăn con zin luôn. Rồi đây rồi. Rồi ok. Anh em bắt đầu SS để bắt đầu cái trận đấu cuối cùng nào. Trận đấu cuối cùng là anh em phải nhật lên nha. Thì hôm nay là cái ngày chủ nhật cho nên là cái nhu cầu sử dụng mạng của mọi người rất là đông, cho nên là mạng rất là hay bị nghẽn luôn. Như ở bên cạnh nhà mình có mấy thanh niên đều biết mật khẩu wifi cho nên là rất là lạ. Rồi. Ủa, tiền làm mấy, 100 làm mấy luôn à. Đây. Ôi kìa. Ôi trời ơi. Tưởng phát đấy chết rồi lại còn bắn ra. Làm gì? À, tính làm gì? Nhảy, bảo bao nhiêu lần rồi đừng có nhảy, nhảy là hết sốt. Trèo cao làm gì là ngã đâu. Anh ơi. Nháo. Thôi rồi. Đâu rồi. Mình bắn gà trúng vịt. Anh nên làm sao rồi? À mày đặt lại, bạn làm. Ôi giời. Chết đi, rồi. Ôi trời. Khá là đông luôn. Không thể nào đỡ nổi luôn. Đây rồi, ăn bom em. Rồi. Định cho một viên vào đầu để cho ăn bom mà chết luôn. Rồi. Sao thằng em đứng đờ này. Đâu nhỉ? Bình tĩnh nào, bình tĩnh. Rồi, một chút, đây rồi. Ui dồi, nhặt thấy hết đạn nữa, đây rồi. Ui. Đèn đấy, toàn nhặt thấy xuống hết đạn không. Ui dồi. Rồi, mình hồi sinh lên cái khí hoa của lái nào đây. À đây. Đứng trong đấy làm gì. À đây mình thấy một tên. Đây đâu. Đây đâu. Ôi không nên muốn nó. Chạy cũng nhanh phết đấy. Ui dồi đấy, ngoài này đông này. Chết chưa? Đây nữa. Ôi giời, xong hết đạn rồi. Mình xin, mình xin. Rồi, mình xin súng nào, có súng nào. Rồi, đây rồi. Rồi, cái khẩu súng phiên bản gốc thì nó rất là thô. Ui. Thường nó mắc nhìn nó đẹp vậy mà sao mà phiên bản gốc nhìn nó khá là thô luôn. Đâu một pha báo thù là nhà mình đây nữa cái gì hả. Ôi ôi rồi pha đấy nhìn láo nhỉ.
số luôn. Số nhìn phát là hồi sinh luôn. Thanh nhìn đúng là số đen rồi. Được. Rồi, mình ném mày đâu này, ô người. Ui, một tên, hai tên, ba tên luôn nào. Bình tĩnh này, bình tĩnh này. Ba tên luôn được rồi, rồi. Tên thứ tư này, đấy. Quá đá luôn. Bốn ông ngồi nằm gọn trong tay mình luôn. Ê, năm tên này, năm tên này. Ok, ok. Rồi. Ê, sao mình thấy có cái khẩu TMP này. Thay nên là rút nhầm xuống TMP. Chạy đâu mà gọi là vàng. Mà không chết à. Mà, đâu rồi. Ok. Đấy, bom đấy, ăn đi. Ui, ăn cái bom vẫn không chết. Rồi. Chết này. Rồi, không ai chết. Không ai mất máu luôn. Đánh thế. Anh lên đâu rồi? Này thì vẫn không chết. Rồi, được sao mình. Được sao mình, chết luôn đi. Rồi. Vâng, và kết thúc trận đấu thứ hai. À quên, trận đấu thứ năm nhé. Rồi, và chắc có lẽ mình sẽ dừng cái video test cái khẩu mẫu ra một phiên bản gốc, nhưng mà được cường hóa mắc lên thì nó có tên là M4A1 Conqueror. Thì nhìn chung đánh giá mình về cái khẩu M4A1 này, cái đời đầu của nó vẫn rất là ổn định. Rồi, và nếu các bạn thích cái video này thì nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho mình ra các video khác nhé. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt.